cô là Nguyễn Thị Ánh Nga, là giảng viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Wow! Cô cũng xin thú thật với lại Trấn Thành với Trường Giang là khi cô ở phòng chờ thì cô thấy rất là oải rồi, và cô nghĩ là không hiểu tại sao mình lại đi thi và cô muốn về. Nhưng mà khi nhìn thấy Trấn Thành và Trường Giang, tự nhiên cô lại thấy phừng 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 phừng. Và bây giờ cô lại thấy mình rất thành xuân. Bây giờ thấy nó hỏi nhá, là một cái điều gì mà làm cho một giáo viên của trường Bách khoa lại hứng thú với lại chương trình hài như thế này? Dạ, xin phép Trấn Thành chưa hỏi cho cô xin được nói tiếp. Vâng. Có thể nói rằng khi mà chương trình này phát sóng thì có lẽ là có hàng triệu sinh viên của cô sẽ theo dõi cô qua màn hình. Vì thế là cô, trước hết là cô xin phép chương trình, cô xin phép Trấn Thành, Trường Giang để cho cô được nhắn nhủ đôi lời với là các em sinh viên của cô. Cô vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ. À, cô chào các em sinh viên, chào những đứa đã học cô rồi mà thi vẫn chưa qua. Cô chào những đứa đã thi qua rồi, không cần học cô nữa. Cô chào cả những đứa vừa mới nhập trường, chuẩn bị học cô. Và cô chào những đứa đã ra trường rồi, không bao giờ học cô nữa. Cô chào tất cả. Hôm nay cô lên tận TV để muốn nói với các em một điều cực kỳ quan trọng. Đó là các em luôn luôn phải có ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường, phải lan tỏa ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường đối với cộng đồng, không vứt rác bừa bãi, sử dụng thật ít túi ni lông, khi đi chơi uống nước mang ống hút về rửa đi dùng tiếp, giống cô.